quý khán giả quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ bàn ghế hình chữ nhật vuông đơn giản của năm mới 2022, rất là đẹp. Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ với Nhà Hướng Mai. Nếu như mà quý khách có một cái căn phòng hình chữ nhật vuông vắn, ví dụ chiều này sang chiều này là hiện nay công ty đang kê là 1m8, thì quý khách sẽ nên mua bộ bàn ghế này. Bộ bàn ghế này nó sẽ hợp với những nhà vuông vức và đơn giản, hợp với những người cũng đơn giản luôn. Nếu mà thích lau chùi dễ dàng mà các cái chất lượng gỗ thật là VIP thì đây là một trong những cái sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Và khi ngồi vào nó thì mình đã cảm thấy là nó rất là đáng yêu, ngồi nó rất là VIP và đồ ăn thì sẽ chắc chắn là sẽ rất là ngon. Ngọc có thấy ngon không? cái màu của gỗ mun ấy bao giờ nó cũng rất là mát mắt. Khi mà quý khách đi đâu về nhà, đặc biệt mà ngồi vào trong cái phòng ăn của mình mà có một cái bộ bàn ăn đơn giản như thế này, lau chùi thì dễ dàng, ngồi ăn thì sẽ cảm thấy nó rất là ngon miệng. Bởi vì là cái cảm quan, cái đôi mắt nó cũng làm cho cái ánh nhìn của mình nó trở lên dịu dàng hơn, nó trở lên cái gì nó gọi từ bi hơn. Và cái kiểu này là kiểu cho những người mà thích đơn giản, thích hiện đại, nó theo phong cách của Nhật. Đặc biệt là những người theo phong cách của Nhật thì đây là một trong cái mẫu mà vô cùng là phù hợp để kê vào trong căn phòng của mình. Nó gần như là tối giản nhưng mà nó vẫn mang được cái sự sang trọng cũng như là VIP của cái bộ bàn ghế nó. Tức là vẻ đẹp của nó đi sâu vào cái chiều sâu, nó, vẻ đẹp nào ở bên trong. Nên là khi mà ngồi thì quý khách sẽ cảm thấy rất là dễ chịu, ăn thì ngon và lau chùi thì dễ dàng, ngồi thì thoải mái, cái cảm giác ngồi nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu và có thể ngồi ngàn lưng như thế này này, hít vào không khí trong này, thở ra lão phiền bệnh tật trong người đi ra. Đây là những cái sản phẩm mà 2022 cán bộ công nhân viên công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai đã sản xuất ra các cái sản phẩm mới. Nên là Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh giới thiệu một loạt các cái bàn ăn mẫu mới để với toàn thể gia đình quý khách. Và với một bộ bàn ghế nhỏ gọn xinh như thế này thì nó sẽ phù hợp với những căn nhà không cần quá là phải rộng rãi, vừa phải thôi mà nó vẫn mang được sự ấm cúng cũng như là cái độ thoáng, độ đẹp của cái căn bếp của mình. Và hôm nay thì Ngọc Anh cũng như là Hướng Mai xin gửi lệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc toàn thể quý khách luôn luôn có được bữa ăn ngon miệng, có được sức khỏe, có được thân khỏe, tâm an. Và nếu như mà yêu thích các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ bằng gỗ mun VIP hoặc là các cái bộ vừa tiền thôi thì đến với số 3, tầng 3 của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai Center có khoảng độ 50 bộ. Thì quý khách sẽ được chọn lựa, nếu như mà ưng thì sẽ mua một bộ về. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý khách đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách có năm đầy đủ năm phước báu của Đức Phật là sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.